kịch bản gom hàng, đẩy giá và giai đoạn xả hàng của nhóm Louis dưới bàn tay phù phép của ông Đỗ Thành Nhân đã giúp ông thu lợi hàng trăm tỷ đồng trong vụ thao túng chứng khoán xảy ra từ tháng 1 tới tháng 10 năm 2021. Tối ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Công ty Cổ phần Louis Holding, Công ty Cổ phần Louis Capital, Mã, TGG, công ty cổ phần Louis Land, Mã, BI và các đơn vị liên quan. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân, nguyên chủ tịch hợp đồng quản trị Louis Holding. Nguyên thành viên hợp đồng quản trị Louis Capital, Louis Land cùng ông Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc chứng khoán Trí Việt và hai cá nhân khác đã bị khởi tố. Bắt tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021. Ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua. Bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu TGG, BII và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật. Thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ TGG, BII, hàng loạt cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của ông Nhân cũng tăng phi mã trong năm 2021 như AGM, SMT, APG, VKC, GGV. Vậy ông Nhân đóng vai trò gì trong hệ sinh thái này và quá trình xây dựng kịch bản thao túng cổ phiếu họ Louis ra sao? Hệ sinh thái Louis xoay quanh ông Đỗ Thành Nhân, 1981 đây cũng từng là cái tên được nhà đầu tư nhắc tới nhiều nhất và được coi là siêu anh hùng giúp cổ phiếu họ Louis liên tục leo hết đỉnh này tới đỉnh khác. Nhìn vào hệ sinh thái Louis, có thể thấy ông Nhân chỉ từng góp mặt ở vị trí thành viên hợp đồng quản trị của các doanh nghiệp như Louis Capital. Louis Land hay Anjim, Mã, AGM, nhưng luôn là người có tiếng nói trong hệ sinh thái này. Ông Nhân từng là cổ đông lớn của Louis Land nhưng tới giữa tháng 6 năm 2021 thì chính thức giảm sở hữu đồng thời rút khỏi hợp đồng quản trị. Ông chia sẻ, dù thoái vốn nhưng các công ty được gọi là đối tác chiến lược của ông vẫn đang sở hữu để kiểm soát và điều hành công ty. Ông Nhân chỉ góp mặt trên thị trường chứng khoán một vài năm gần đây nhưng tên tuổi của ông ít được nhắc tới cho tới khi cổ phiếu họ Louis bùng nổ. Trong một bài viết chia sẻ trên Facebook ngày 5 tháng 10 năm 2021, ông Nhân tự nhận mình không phải dân tài chính, cũng không biết gì về chứng khoán và là một ép không mới bước vào thị trường. Thậm chí ông còn tự nhận rằng không biết thị trường chứng khoán là những con số nhảy múa khốc liệt. Dù bản thân ông chia sẻ là một ép không đích thực. Ông Nhân được nhiều nhà đầu tư cá nhân gọi là nhà tiên tri. Đồ họa, Alex Chu. Quá trình xây dựng kịch bản thao túng cổ phiếu của ông Nhân bắt đầu từ Louis Lane. Ông Đỗ Thành Nhân chỉ mới góp mặt vào hợp đồng quản trị của Louis Lane từ đầu tháng 2 năm 2021, nhưng đã giúp công ty thoát lỗ lũy kế nhờ lợi nhuận nửa đầu năm 2021 cấp 2. Ba lần cả năm 2020. Cả Louis Lane và Louis Capital đều lãi lớn nửa đầu năm nhờ khoản hoàn nhập dự phòng. Phía Anjim còn từng giải trình trong báo cáo tài chính quý rằng sự xuất hiện của Louis Holding và ông Đỗ Thành Nhân đã giúp công ty bứt phá trong tháng cuối quý. Nhìn bề nổi, có thể thấy sức mạnh của Louis Holding và ông Đỗ Thành Nhân đã giúp vực dậy nhiều doanh nghiệp. Mở đầu bằng sự xuất hiện của ông Nhân ở Louis Capital hay Louis Land. Vẽ ra loạt kế hoạch cải tổ và rồi kết quả kinh doanh bắt khởi sắc kéo theo câu chuyện giá cổ phiếu BII, TGG tăng theo đúng kịch bản. Cổ phiếu BII, TGG từ mức trà đá sau đó đã vượt mệnh giá chỉ sau vài tháng. Diễn biến giá cổ phiếu TGG và BII từ đầu năm 2021 tới nay. Nguồn, Trading V. Không chỉ TGG, BII, ông Nhân bắt đầu mở rộng hệ sinh thái thông qua Louis Capital, đơn vị được ông Nhân chia sẻ đóng vai trò là công ty đầu tư. Dùng tài chính để đầu tư vào các công ty khác nhằm sở hữu, co và tài sản hiện hữu của các công ty đó. Các thương vụ ma luôn là một trong những thông tin được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Và được coi là một chất xúc tác giúp giá cổ phiếu tăng mạnh đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ khi nhà đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sẽ có sự lột xác. Louis Capital bắt đầu vung tiền trở thành cổ đông lớn của loạt doanh nghiệp như Cáp nhựa Vĩnh Khánh, Mã, VKC, Giáp, Vinachem, Mã, GGV, Sametel, Mã, SMT, Anjim, Mã, AGM, chứng khoán APG, mã APG và thông qua Louis Land mua cổ phần của Thu Đúc House, mã TGH. Điểm chung của các doanh nghiệp gia nhập hệ sinh thái Louis đều là các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa nhỏ trên thị trường. Tỷ lệ free float cao, hoạt động kinh doanh không nổi bật hoặc thậm chí dính bê bối. Chẳng hạn như Louis Land, tiền thân là công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp bảo thư, BDCO, từng được cho là cùng nhà với công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, Mã, KSA, doanh nghiệp từng gây chấn động thị trường trong vụ án thao túng giá cổ phiếu năm 2016. Còn Thu Đúc House cũng đối mặt với cáo buộc trốn thuế lớn nhất trên sàn chứng khoán khi loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố cuối năm ngoái. Hoạt động ma diễn ra liên tục trong quý 2, quý 3 năm 2021, sau mỗi thông tin Louis Capital hay Louis Land mua cổ phần của các doanh nghiệp trên giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó liên tục bốc đầu với mức tăng bằng lần. Diễn biến loạt cổ phiếu AGM, VKC, AMT, APG, TGH, GGV trong năm 2021. Nguồn, Tradin V. Hoạt động ma và những bánh vẽ xây dựng hệ sinh thái Louis Holding diễn ra liên tục song nguồn tiền để hiện thực hóa những kế hoạch đó là một ẩn số với nhà đầu tư. Tháng 8 tới tháng 9 năm ngoái là khoảng thời gian nhóm cổ phiếu họ Louis liên tục ghi nhận nhiều phiên tăng trần. Đây được coi là giai đoạn bùng nổ của nhóm cổ phiếu Louis khi khối lượng liên tục bùng nổ. Giá liên tục được đẩy lên cao và cũng là lúc ông nhân bắt đầu hoạt động tích cực trên mạng xã hội thông qua tài khoản Facebook cá nhân, thậm chí ông còn lập một nhóm trên Facebook quy tụ các nhà đầu tư là cổ đông và quan tâm tới cổ phiếu họ Louis. Đầu tháng 9 năm 2021, Ông nhân tiên tri trên Facebook cá nhân rằng, từ đây đến cuối năm BII không được 3X. Mọi người cứ chửi thoải mái, hay từ đây đến cuối năm, BII không được 3X. TGG không được 4X, 5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, GGV không được 3X, AGM xuống 2X. Mọi người cứ chửi thoải mái. Ghi lại làm bằng chứng hình ảnh về bài viết của ông Đỗ Thành Nhân trên Facebook cá nhân được nhà đầu tư truyền nhau hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên sau đó bài đăng đã bị xóa đi. Sau bài đăng của ông Nhân, cổ phiếu họ Louis chứng kiến những phiên tím liệm liên tục cho tới tận ngày 22 tháng 9 năm 2021. Chưa cần phải chờ tới cuối năm, chỉ hai tuần sau bài đăng trên Facebook của ông này, loạt cổ phiếu họ Louis đều đã đạt và vượt dự đoán của ông Nhân. Từ đó, nhà đầu tư liên tục theo dõi sát sao nhất cử nhất động của ông nhân trên mạng xã hội. Ngoài sử dụng Facebook cá nhân, đầu tháng 9 năm 2021, Ông Nhân còn lập ra nhóm có tên gọi Louis Family trên Facebook với mục đích là nơi trao đổi và chia sẻ của chủ tịch và các cổ đông Louis Group. Ông Nhân từng đóng vai trò là quản trị viên của nhóm, thường xuyên đăng các nội dung liên quan tới triển vọng của nhóm này thậm chí là những lời động viên nhà đầu tư. Chỉ sau một tháng thành lập, nhóm Louis Family có tới hơn chục nghìn thành viên và số lượng thành viên tính tới hiện tại là 13. 000 người. Đa phần nội dung trong nhóm đều xoay quanh triển vọng, viễn cảnh tươi sáng trong câu chuyện ma của Louis Hodin Những màn khoe lãi thậm chí họ nhau cùng đỡ giá cổ phiếu khi nhóm Louis lao dốc. Màn khoe lãi của một cổ đông trong nhóm Louis Family. Ảnh chụp màn hình. Sau giai đoạn truyền thông dày đặc trên mạng xã hội, nhóm Louis cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi nhà đầu tư thì cổ phiếu họ Louis bắt đầu lao dốc không phanh với nhiều phiên nằm sàn và mất thanh khoản. Sức ảnh hưởng của ông nhân không chỉ thể hiện ở khả năng tiên tri mà còn bộc lộ ở khả năng đỡ giá cổ phiếu. Ngay trong ngày 29 tháng 9 năm 2021, chỉ bằng hành động chia sẻ thông tin tích cực về ngành phân bón thì lập tức cổ phiếu AGM và JJV ở mảng nông nghiệp Phân bón của Louis tăng trần bất chấp phần còn lại của nhóm Louis tiếp tục lau sàn. Sau thời gian nhóm Louis liên tục mất thanh khoản. Ngày 5 tháng 10 năm 2021, ông nhân đã có bài chia sẻ cuối cùng giải đáp thắc mắc của cổ đông, ông nhân còn có ý định xóa nhóm Louis Family với lý do để tập trung vào công việc chính là phát triển doanh nghiệp và ông còn khẳng định thêm, kết quả kinh doanh và thời gian sẽ trả lời tất cả. Chia sẻ của ông Đỗ Thành Nhân trong nhóm Louis Family ảnh chụp màn hình, sau đà tăng nóng của nhóm Louis trong tháng 9 năm 2021. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã đánh tiếng sẽ theo dõi sát nhóm cổ phiếu tăng bất thường bao gồm cả họ Louis càng khiến họ Louis trượt dốc không phanh. Tới giữa tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Mai Long, tân CEO Louis Holding đã có cuộc đối thoại trực tiếp với nhiều phóng viên báo đài liên quan đến nghi vấn thao túng giá cổ phiếu của nhóm Louis. Ông Long chia sẻ các biến động giá cổ phiếu, sức nóng nhà Louis khiến chúng tôi ngạc nhiên. Biến động trên gây ra làn sóng tiêu cực lẫn tích cực và khẳng định đội ngũ Louis Holding không tham gia các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm cổ phiếu. Thời điểm đó ông cũng tiết lộ đang tiếp đoàn tra từ Ủy ban chứng khoán và khẳng định bất kỳ cổ phiếu nào có biến động. Biên độ giao dịch giá rộng cũng có sự quan tâm giám sát. SSC kiểm tra tính tuân thủ công bố thông tin, quản trị công ty các yếu tố liên quan đến báo cáo tài chính, mục đích sử dụng vốn. Sau giai đoạn xã hàng, ông Nhân cũng mất tích trên mạng xã hội khi không còn cập nhật thông tin về nhóm Louis. Tới giữa tháng 11 năm 2021, ông Nhân xin rút khỏi hợp đồng quản trị của Louis Capital và cũng đăng ký thoái toàn bộ 3,41% vốn tại đây. Đồng thời trong tháng này, ông Nhân cũng đã bán sạch 8,16% vốn tại Angim. Đây cũng là giai đoạn Louis Capital ghi nhận sự biến động mạnh ở nhân sự cấp cao. Cũng trong khoảng từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2021, Louis Capital bắt đầu giai đoạn xả hàng khi đồng loạt thoái vốn tại Louis Land. VKC, chứng khoán APG, Anjim. Sau giai đoạn liên tục lao dốc, tới giữa tháng 1 năm 2022, cổ phiếu TGG, BII, AGM, SMT, VKC lại tiếp tục một làn sóng tăng mới với những màn tăng giá gấp đôi chỉ chưa đầy 2 tháng. Tuy nhiên đợt tăng giá này không ồn ào như đợt tăng giá trong năm 2021. Diễn biến giá cổ phiếu TGG, BII, AGM, SMT, VKC từ giữa tháng 1 tới nay. Nguồn, Jardin V Đà tăng giá của nhóm Louis còn có sự gia nhập thêm của Ladofa, mã LDP và địa ốc Hoàng Quân, mã HQC. Sau khi hai đơn vị này gia nhập hệ sinh thái của Louis Holding, giữa tháng 1 năm 2021, ông nhân được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của Ladofa. Cổ phiếu LDP đã có màn tăng giá gấp gần 4 lần chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi gia nhập hệ sinh thái Louis. Còn về phía địa ốc Hoàng Quân, giữa tháng 3, nhóm cổ đông gồm 42 nhà đầu tư sở hữu hơn 48,8 triệu cổ phiếu HQC, tương đương 10 25% vốn, đã đề cử bà Nguyễn Giang Quyên, CEO Louis Land vào hợp đồng quản trị của HQC. Trong 42 nhà đầu tư đó gồm 3 tổ chức là Ladofa, chứng khoán ATG, công ty cổ phần đầu tư SPX. Diễn biến giá cổ phiếu HQC và LDP từ giữa tháng 11 năm 2021 tới nay. Nguồn, Tradinvi. Sau đó vài ngày. HQC đã hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cũng như hủy bỏ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội vào ngày 7 tháng 2. Trước ngày họp chưa đầy một tuần. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là các thành viên ban lãnh đạo, ban tổ chức bị nhiễm COVID-19 và lây chồng chéo nhau. Đồng thời, số lượng cổ đông hiện gấp 4 lần so với cùng kỳ và vượt xa số lượng dự kiến. Do đó, Hoàng Quân xin hoãn lại kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm nay và sẽ sắp xếp lại hội trường đủ sức chứa. Đáng chú ý, ngay sau khi HQC hủy họp đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông liên quan nhóm Louis, được cho đã nắm hơn 10% vốn, đã tập hợp đủ chữ ký. Đề nghị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 ngày. Trong văn bản, nhóm cổ đông cho rằng, việc HQC hoãn cuộc họp đại hội cổ đông là không có lý do hợp lý và là hành động tùy tiện không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của hợp đồng quản trị, đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý theo quy định. Phía HQC cho biết việc hợp đồng quản trị quyết định dời ngày tổ chức đại hội và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là cần thiết và không vi phạm quyền cổ đông. Nghĩa vụ của người quản lý hoặc quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Do đó, yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường đối với HQC là không phù hợp luật doanh nghiệp đồng thời hqc cũng cho biết nhóm cổ đông trên cũng chưa cung cấp đủ bằng chứng chứng minh về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại hqc tại thời điểm gửi yêu cầu triệu tập đại hội bất thường cho tới nay hqc vẫn chưa có thông tin ngày chốt quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên chưa kịp tham gia đại hội đồng cổ đông của hqc thì cơ quan công an đã khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại chứng khoán trí việt louis holding louis capital Louisland, mã BII và các đơn vị liên quan. Trước khoảng thời gian tăng giá đột biến của nhóm Louis đầu năm nay. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Louis Capital, chủ tịch Nguyễn Mai Long tiếp tục khẳng định TGG và tập đoàn Louis Holding không tham gia vào việc làm giá trên thị trường chứng khoán.